Hello, chào mừng các bạn đến với Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề muốn lấy mặt đừng phá tổ ong. Đây là một cái quy tắc giao tiếp trong quyển Đắc Nhân Tâm. Thì các bạn biết rồi, Đắc Nhân Tâm là một quyển sách kinh điển bán chạy trong mọi thời đại. Tác giả là người Mỹ, ông đã dày công từ một người nghèo khó. Ông đã xây dựng nên quyển sách và ông sử dụng nên sự nghiệp của ông và rất nhiều nguyên tắc về giao tiếp, về đối nhân xử thế, mà kể cả những tổng thống Mỹ, những lãnh tụ, những vĩ nhân lấy đó làm cái kim chỉ nam, làm sách lối đầu dược của mình. Thì nguyên tắc là muốn lấy mặt đừng phá tổ ong, có nghĩa là bạn muốn sửa ai đó, hoặc là bạn muốn nhờ ai làm một việc gì đó, hoặc là bạn muốn điều khiển hoặc là chỉ huy một người nào, thì hãy nhớ luôn luôn là phải làm sao, nghĩa là mình khiến họ hài lòng, khiến họ vui vẻ để họ hành động, để họ làm việc. Đừng làm mà mất lòng họ, đừng làm cho họ buồn phiền, đừng làm cho họ phải phản ứng, đừng làm cho họ phải chống đối, thì các bạn khó mà chỉ huy được họ, bạn khó mà tiếp tục họ làm cho bạn. Vì vậy hãy nhớ là trong nguyên tắc muốn lấy mặt đừng phá tổ ong, các bạn hãy luôn luôn lưu ý cái nguyên tắc này. Và Đắc Nhân Tâm là cuốn sách tôi đã đọc cách đây khoảng hơn 40 năm. Các bạn biết là đọc từ lâu rồi, và tôi khuyên những ai đó ra thương trường vào đời làm công tác xã hội và làm kinh doanh, hãy sớm đọc cái nguyên tắc, đọc cuốn sách Đắc Nhân Tâm, cuốn sách để đời, cuốn sách kinh điển về giao tế và kinh doanh, nhất là những bạn trong lĩnh vực bán hàng, những bạn làm lĩnh vực marketing. Và nói chung quyển sách này đều là quyển sách tối đường tất cả cho chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và các bạn hãy nhớ vào tối thứ tư ngày 9 giờ lúc 19 giờ ngày 20 tháng 3 tôi sẽ tổ chức buổi livestream những chủ đề về những quyển sách hay, mà các bạn hãy like, comment, hãy chia sẻ và cho bạn bè nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn.